trời. Alo, alo, alo. Bà Thi, bà Thi. Bà chạy qua nhà tôi liền ngang. Đi 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 qua nhà tôi nhớ ngó nghiêng nha. Ừ ừ, rồi rồi rồi. Gọi tên Hương trong đêm, đêm mình anh chịu nỗi đắng cay. Thêm một thế giới anh mang đi. Ngân, ngân, chẳng ngân. Thế nào ngân. Có ngân. Em Ngân, ngân. Gì? Im. Cái gì vậy trời? Đi từ ngoài cửa vô tự nhiên không hát cái gì vậy? Gọi tên Hương đó. Gọi tên tôi làm chi nè bà. Bà khỏi cần, bà khỏi cần hát, cả thế giới cũng không dám nhớ lại năm tháng với bà đâu. Hát cái gì mà dở ẹt mà hát hoài vậy? Bà làm tổn thương tôi quá à. Làm gì tổn thương? Chứ gì nữa. Biết sao không, tự nhiên bà hát một cái tôi quên tâm lý của tôi. Đó, thấy không, giọng hát quá truyền cảm làm cho bà quên tất cả mọi dạ, thứ dạ, đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì sau khi nghe giọng hát của bà xong á, tôi quên đi cái nỗi sợ hãi của tôi mà tôi bắt đầu tôi sợ cái giọng hát của bà. Bà lạ hết sức, bà sợ cái gì? Khổ. Ai làm quá. Gì bà sợ? Bây giờ nè, Ngân nè, sao? Ngân nè. Cô bé, nghe tôi hỏi. Cô bé, đem cái này vô đây đúng không? Cái này cô bé lụm ở ngay gốc cây cách cổng nhà tôi 5 mét đúng không? Rồi tại sao, lý do làm sao đem vô đây nè? Lý do làm sao nè? Để tên Hương. Thì đợi để tên Hương thì lý do gì Thi đem vô đây? Thì vậy là của Hương thì... Cô nên Thi mang như Hương giùm cho Hương. Tại Thi nghĩ nè, Thi nghĩ là hả, có lẽ là chú chuyện phát nhanh á, chú vội vã chuyện gì đó nên chú lỡ chú để ngoài gốc cây cách nhà Hương 5 mét, chú không có để trước cổng nhà Hương nên là Hương sợ mất. Hương mới Thi sợ mất Thi mới mang vô cho Hương. Wow. Ui gì vậy? Wow. Ui gì vậy? Wow gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đồ nước ngoài không luôn. Trời ơi, thương hiệu xịn không mà. Là gì? Cái gì vậy? Đọc đi nè. Có lá thơ ở trọng đó. Trời ơi, lá thơ gì trời? Gửi bà xã. Yêu vợ nhiều lắm, anh gửi tặng em mặt nạ của Nhật. Anh đi công tác xa, em ở nhà với giữ gìn sức khỏe. Thấy chưa? 82 nha, chia 82 nha. 82 cái gì? Thích thì lấy hết đi, không thèm. Ủa sao vậy? Trời ơi, mấy này toàn đồ xịn không á. Thôi đi, ổng là nhiều khi hả, ổng biết tôi đã da giàu rồi. Xong cái ổng cố tình mua mặt nạ dưỡng ẩm về cho tôi nuôi mụn nè. Có cớ hả, cái chán chê tôi đi lấy con khác. Không phải, cái mặt nạ này dành cho những da mà bị dầu, là đây là mặt nạ kiềm dầu. Trời ơi, bà không biết gì hết trơn á. Mặt nạ đó giờ tôi nghe dưỡng ẩm làm gì có mặt nạ kiềm dầu vậy? Có sao không có. Coi kỹ đi kìa. Tiếng Nhật không sao coi bà. Thì tôi đoán là mặt nạ kiềm dầu. Gì kỳ vậy? Chứ gì nữa. Chứ sao chồng bà gửi cho bà một đống mặt nạ, chắc chắn là phải biết là bà là da dầu nên phải mua mặt nạ kiềm dầu cho bà, không thể là mua mặt nạ dưỡng ẩm. Ủa là có mặt nạ kiềm dầu nữa hả? Biết cái gì? Bây giờ là bà không tin tôi đúng không? Tôi cho bà địa chỉ của chuyên gia, bà đến chuyên gia bà hỏi cho tôi. Thì hỏi hỏi làm dữ vậy? Dạ em chào chị. Chào em. Em nghe là chị là chuyên gia về dưỡng da. Bởi vì em hả, em trăn trở về cái da em quá cho nên em phải đi kiếm chị liền. Bạn em mới nói là chị là chuyên gia cho nên phải hỏi chuyên gia liền, chứ để bạn em nó nói hồi em rối. Dạ thì em muốn hỏi chị là tại vì bây giờ da em dầu với nhờn quá thì thì cái đặc tính này nó làm sao vậy chị? Da nhọt dầu là do cơ thể em tiết quá nhiều lượng bã nhờn. Khi mà mình ăn uống, thứ nhất là mình bị bẩm sinh, và khi mình ăn uống mình ăn quá nhiều dầu, và khi mà cơ thể mà tiết ra bã dầu thì nó sẽ có hiện tượng là bít tắc lỗ chân lông, và trên bề mặt da mình sẽ cảm giác nó sẽ bị bóng nhờn. Đúng rồi. Bóng về. Rồi bây giờ có nghĩa là bây giờ em sẽ bị như vậy luôn hả chị? Mình sẽ cải thiện rất là nhiều nếu em sử dụng sản phẩm đúng cách, chăm sóc đúng cách, ăn uống sinh hoạt đúng cách. Và em thì bây giờ em phải xài sản phẩm như thế nào, rồi em phải làm cách nào để kiềm bớt cái dầu trên da mình vậy chị? Em nên sử dụng sữa rửa mặt kiềm dầu. Và em nên sử tẩy trang mỗi ngày, dù mình không có đánh phấn đi nữa, và mỗi ngày em phải nước hoa hồng kiềm dầu. Trời, nước hoa nhiều bước mình vậy? Phải rất là nhiều bước. Trong cái quá trình đầu tiên mình phải để cho cái độ pH của da ổn định thì cái lượng dầu nó tiết ra nó ổn định. Còn nếu không nó tiết quá nhiều thì nó sẽ tạo là một cái lớp vảy màng trên bề mặt da. Trời thì ơi. Em sẽ sản sinh ra là mụn ẩn.
Trời đất ơi sao nguy hiểm quá vậy chị? Ủa rồi bây giờ thí dụ như là tại vì chồng em á mới gửi cho em một đống mặt nạ mà con bạn em nói là mặt nạ kìm dầu, mà em thấy là đó giờ chỉ có mặt nạ dưỡng ẩm chứ làm gì có mặt nạ kìm dầu. Đúng không? Cũng có mặt nạ kìm dầu, ví dụ như mặt nạ trà xanh nè, mặt nạ da đam, nó là kháng viêm. Những cái mặt nạ nó kháng viêm thì nó kháng luôn những cái mụn và nó hạn chế dầu, nó không có tạo ra quá nhiều độ ẩm. À là có những cái mặt nạ sẽ kìm dầu. Đúng rồi em. Rồi vậy thì mình hạn chế được bao nhiêu cái lượng dầu trên cơ thể mình vậy chị? Hạn chế hay không là do em, tại vì ít nhất là nếu mà em sử dụng đúng phương pháp, em chăm sóc đúng cách thì em sẽ cải thiện rất là nhiều. Thông thường là 70-80%, nhưng mà lượng dầu mình, nếu mà em cải thiện lượng dầu, em duy trì cái lượng dầu ở cái mức độ hợp lý thì cơ thể mình vẫn có cái độ pH để nuôi dưỡng da. Mình cũng không nên quá lạm dụng sau khi mà mình hết dầu, mình cải thiện hết những cái vấn đề đó mà mình luôn luôn để cho nó hết dầu thì làn da của em sẽ mất độ pH, nó sẽ phản tác dụng ngược lại. Ủa là bây giờ mình phải vừa triệt dầu mà mình phải vừa giữ dầu nữa? Nói chung chị? Là em nên cân bằng da dầu. Vậy thì bây giờ da em dầu nhiều quá, vậy giờ mỗi ngày em mỗi đắp mặt nạ kìm dầu hay sao chị? Mặt nạ mình không nên quá lạm dụng, thì đối với những cái trường hợp da dầu như em thì nên em sử dụng những cái sản phẩm dành cho da dầu nè. Em nên chăm sóc da hợp lý để thông thoáng lỗ chân chân lông, chống bít tắc, và em nên đắp mặt nạ nếu mà tối thiểu là phải 1-2 lần một tuần và không quá 3 lần một tuần, những cái sản phẩm mặt nạ dành cho da dầu. Vậy là bây giờ em phải không được ăn đồ có dầu. Rồi em còn không phải xài cái gì ta, nước tẩy trang, rồi nước hoa hồng, rồi nhiều bước lắm hả chị? Đối với da dầu thì em nên sử dụng sữa tẩy trang. Sữa tẩy trang. Em đừng nên sử dụng dầu tẩy trang. Tại vì dầu tẩy trang nó rất là nhiều độ ẩm. Dạ. Nó chỉ dành cho sự tẩy trang vùng mắt, vùng môi thôi. Còn nếu mà đối với da dầu thì cái độ ẩm đó sau một đêm nó sẽ bám ngược lại và bít tắc lỗ chân lông của em. Vậy thì ban đêm em có cần phải dưỡng cái gì nữa không chị? Mình nên dưỡng những cái sản phẩm cung cấp nước. Cung cấp nước là tốt nhất, nó vừa có cái độ ẩm cần thiết đủ khi mà em ngủ, và nó làm thông thoáng lỗ chân lông, nó không có tạo dầu. Và nước hoa hồng như những gì chị nói, serum mặt, tẩy trang, nước hoa hồng và cung cấp nước. Có nghĩa là bây giờ em phải cung cấp nước để em có độ ẩm, rồi em phải đắp mặt nạ kìm dầu một tuần là 1-2 lần. Rồi mỗi ngày là em phải tẩy trang, rồi xài nước hoa hồng. Ủa vậy em không make up em cũng phải dùng nước tẩy trang hả chị? Đúng rồi, cái tẩy trang không nhất thiết là phải make up mình mới sử dụng. Tẩy trang là để làm sạch lỗ chân lông của em, nó không bị đóng bã nhờn. Tại khi mình bị dầu thì nó sẽ tiết ra những cái bã nhờn, nó sẽ bít tắc lỗ chân lông, thì nó sẽ sản sinh ra mụn ẩn. Thì em nên tẩy trang để nó thông thoáng mỗi đêm cho em, và em sẽ hấp thụ cái dưỡng chất tốt hơn. Trời ơi, bữa giờ em đâu biết đâu. Đó giờ là em có như là giống như là thiếu điểm, lấy xà bông cục. Em tức quá, dầu nhiều quá, em cho em lấy xà bông cục em rửa mặt luôn á. Chứ em đâu có biết là phải dùng sữa tẩy trang, rồi nước sữa rửa mặt, rồi nước tẩy trang, rồi nước hoa hồng. Kỳ này chồng em về nha, em bắt chồng em mua hết cho em. Em mua em dưỡng sao em triệt hết lớp dầu. Rồi em phải cân bằng lại giống như chị nói. Chứ da giờ nhờn quá rồi mắt không có nổi mụn, rồi tàn phai nhan sắc. Đúng rồi. Rồi em cảm ơn chị nhiều lắm, chị đúng là chuyên gia. Em cảm ơn chị rất nhiều, không gặp chị mà em nghe con bạn em thấy em chết á. Rồi cảm ơn em, chúc em có thể cân bằng da dầu của em thành công. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em.